có nhiều anh chị bảo là trong phòng làm việc thì có nên để của lãnh đạo, có nên để cây xanh hay là để bể cá hay không, hay là để các cái vật phẩm phong thủy hay không. Chứ ông giám đốc thì suốt ngày giặt ra giặt dẹo thì làm sao một doanh nghiệp mà vượng được. Nếu như mà có cây xanh ở trong đó mà chẳng may mà héo hoặc chết hoặc cạn nước thì chúng ta phải thay mới ngay. Cái nội dung đầu tiên tôi chia sẻ với các anh chị, với các bạn trong cái chuỗi video về cái việc mà xây dựng cái quan điểm phong thủy về một cái doanh nghiệp, thì chúng ta nói đến cái phòng đầu tiên, đó là chủ phòng. Chủ phòng hay tôi nói đến cái phòng giám đốc. Phòng giám đốc hay là phòng của lãnh đạo. Tôi nói ví dụ như là trong các sở ban ngành đi, đúng không ạ? Hay là tôi nói trong một cái cơ quan nhà nước đi, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng có vị trí của trưởng phòng, chúng ta có vị trí của các lãnh đạo của cái doanh nghiệp nhà nước, hay là lãnh đạo của các cơ quan nhà nước. Trong đảng ủy xã chẳng hạn, chúng ta có chủ tịch, chúng ta có bí thư, chúng ta dưới các cái trưởng phòng, đúng không ạ? Thì trong doanh nghiệp của anh chị cũng thế. Thì cái vị trí của giám đốc doanh nghiệp, vị trí của các trưởng phòng đối với công ty lớn, công ty nhỏ nhỏ anh chị có khoảng tầm 5-70 người, thì trưởng phòng thì có thể là ở chung với anh chị, ngồi chung với doanh nghiệp vài trăm, 100-200 người trở lên đó, thì các trưởng phòng là quyền, tức là cái vị trí của người ta trong doanh nghiệp là rất là lớn, nằm trong cái bàn lãnh đạo doanh nghiệp. Cho nên ra là họ sẽ quyết định và họ sẽ đưa ra những quyết sách để mà vận hành cái doanh nghiệp này như thế nào. Cho nên là đối với cả cái vị trí của lãnh đạo doanh nghiệp là cái vị trí tối quan trọng. Và trong phong thủy người ta so sánh, tức là người ta nói rằng là cái vị trí của cái doanh nghiệp, cái cổng cửa để thu nạp khí của doanh nghiệp rồi, thì đến yếu tố thứ hai là yếu tố chủ phòng, thật yếu tố của lãnh đạo doanh nghiệp. Cho nên ra là cái văn phòng của giám đốc hay là văn phòng của cái người lãnh đạo phải là chọn được cái nơi là tốt nhất. Tốt nhất ở đây tức là thu nạp được khí, vượng khí nhất, chứ vượng khí nhất của trong toàn bộ cái sàn thương mại, tức là trên cái sảnh văn phòng của anh chị, hay là nằm ở trong cái tòa nhà của anh chị, ở cái tầng tối ưu nhất, nằm ở cái vị trí tối ưu nhất. Đối với cái tòa nhà thì không nhất thiết là cái vị trí của giám đốc nó phải nằm ở, nhiều anh chị quan điểm rằng là giám đốc có phải ngồi ở chỗ cao nhất, tức là phải ngồi trên tầng 5, tầng 6, tầng 7. Nhưng thực tế thì không phải như vậy. Không phải là nhân viên mình ngồi lên trên mình thì gọi thế là trên, không phải, mà người ta còn phải căn cứ vào cái ngũ hành của từng cái tầng, sau đó người ta căn cứ vào cái vị trí của cái phòng ốc, rồi cái cổng cửa, rồi hệ thống vị trí của thang bộ hay là thang máy, để người ta xét xem là cái phòng nào sẽ là cái phòng mà tốt nhất trong cái tòa nhà đó, hay là trong cái văn phòng đó, hay là trong cái toàn bộ cái mặt bằng của cái khu vực, hay là của một cái không gian đó, để người ta chọn ra cái phòng chủ tịch hay là phòng của giám đốc. Thì sau khi chọn lựa được cái phòng mà nó đảm bảo được đắc được khí rồi, thì sau đó người ta mới tiếp đến, người ta chọn lựa cái hướng ngồi của cái người lãnh đạo. Cái hướng ngồi này thì yếu tố đầu tiên, nguyên tắc của phong thủy là nhất vị nhị hướng, nhất là được vị trí. Anh chị đừng nhầm tưởng giữa cái khái niệm vị trí mà tôi đang nói với cả khái niệm vị trí của bát trạch minh kính hay bát trạch minh cảnh, bởi vì là không phải là ngồi vào vị trí sinh khí diên niên phúc đức đâu, mà cái vị trí ở đây cũng như là trong phong thủy tam bộc phái thì người ta gọi là vị trí đắc khí ở trong phòng. Thì vị trí nào để đắc khí trong phòng, và vị trí nào mà phải không bị phạm sát. Sát ở đây nó còn sát của lý khí, rồi sát của hình thế, rồi sát của cái môi trường xung quanh. Đương nhiên như câu chuyện như không tựa vào nhà vệ sinh, không quay trực diện ra cửa, hay là không tựa lưng vào cửa sổ, hay những cái tiêu chí đó, thì nó chỉ là một phần trong cái tổng thể đánh giá xem là cái văn phòng làm việc tốt hay không. Những cái biểu hiện mà chúng ta thấy rằng là khi mà vào phòng giám đốc mà chúng ta thấy được rằng là, một này là cái người giám đốc hay lãnh đạo mà ngồi phòng đấy cảm thấy rất là hưng phấn hoặc là thích thú khi làm việc. Yếu tố thứ hai nữa là khi mà khách hay là bạn hay là đối tác hay nhân viên mà bước vào cái phòng giám đốc thì phải cảm thấy là cái sinh khí, cái năng lượng nó tràn đầy và kích thích cái tinh thần làm việc, kích thích cái sự chia sẻ, hay là kích thích cái sự góp ý để mà cùng phát triển cái doanh nghiệp đó, đúng không ạ? Rồi cái yếu tố tiếp theo nữa là khi mà anh chị ngồi ở trong làm việc đó thì không có cái trạng thái là mệt mỏi hay buồn ngủ, và cái người giám đốc khi ở trong doanh nghiệp thì không có cái suy nghĩ lung tung, hay là người ta sẽ không có những cái, thông thường là cái việc mà thị phi nội bộ là nó sẽ không có, và thứ hai nữa là cái việc thị phi ra bên ngoài đối với giám đốc là không có. Tôi đang nói là những cái biểu hiện để tôi nói về một cái phòng làm việc tốt. Đương nhiên nó phải thoáng mát, đương nhiên là nó phải đầy đủ ánh sáng, đương nhiên nó phải sinh khí. Cái sáng mát, cái thoáng mát, cái sinh khí, cái đầy đủ ánh sáng đó, có cây xanh đó, thì nó làm cho là cái sức khỏe của lãnh đạo doanh nghiệp, của người chủ nó vững bền,
Và khi mà cái sức khỏe của người chủ của doanh nghiệp đó nó vững ấy, thì cái doanh nghiệp đó mới vững được. Chứ ông giám đốc cứ suốt ngày giật giá giật dẹo thì làm sao mà doanh nghiệp mà vượng được. Và ngoài ra thì cái phòng đó, cái phòng của lãnh đạo doanh nghiệp đó là phải là nó nằm ở cái nơi như tôi nói là ngoài việc đắc khí ra, đắc địa ra, và nó phải thuận tiện trong cái việc mà di chuyển cũng như là khách đến. Bởi vì là thông thường nhiều khách hàng đến họ hay đến trực tiếp mà mời đến trực tiếp phòng giám đốc, cũng là một trong cái phòng khách, tức là phòng về tiếp khách của công ty đối với khách, những khách cao cấp hoặc là khách thân thiết. Cho nên ra là cái việc mà di chuyển không nên đi xuyên qua rất nhiều các phòng ban hoặc đi qua một cái phòng ban nào đó để mà vào phòng giám đốc chẳng hạn, thì cái chuyện đó thì cũng là cái chuyện chúng ta cần phải nên tránh trong cái bố cục. Và trong cái phòng giám đốc thì chúng ta ngoài cái việc mà bố trí cái bàn làm việc đúng cái vị trí, sau đó mới đến cái yếu tố thứ hai là nó phải phù hợp với phương hướng. Hướng ở đây thì bắt đầu người ta căn cứ vào cái đường khí di chuyển trong phòng, căn cứ vào tuổi của cái người mà chủ sự, ví dụ như là ông giám đốc, để người ta xác định xem là cái phương hướng nào là cái phương hướng mà ngồi và tốt nhất. Ngoài ra thì trong phòng thì sẽ được kích hoạt các cái phương vị quý nhân lục mã, được kích hoạt các phương vị tài lộc để tăng cường thêm quý nhân, tăng cường thêm cái những yếu tố tốt lành cho cái người trạch chủ. Tức là cái việc mà tăng cường yếu tố tốt lành, ví dụ như là tăng quý nhân chẳng hạn, thì để chúng ta có thêm khách hàng, tăng quý nhân để chúng ta có thêm nhân sự tốt hay có thêm nhân viên tốt, đúng không ạ? Tăng thêm tài lộc để có thêm được cái sự may mắn, để làm sao cho cả đinh tài lưỡng vượng. Có nhiều anh chị bảo là trong phòng làm việc thì có nên để của lãnh đạo, có nên để cây xanh hay là để bể cá hay không, hay là để các cái vật phẩm phong thủy hay không. Thì thực tế thì trong phòng làm việc của lãnh đạo thì chúng ta hoàn toàn có thể để vào đó cây xanh. Những bạn nào mà hỷ dụng thần là thủy, chúng ta hoàn toàn có thể để vào đó bể cá, đúng không ạ? Những vật phẩm phong thủy cũng rất là tốt, chúng ta nên để vào trong phòng làm việc của lãnh đạo, những cái vật phẩm như là các cái hồ lô. Bởi vì hồ lô thì tác dụng của nó kỵ tà hóa sát đã đành rồi, mà nó có tác dụng hóa giải thị phi và hút cái âm khí rất là tốt. Ngoài ra thì một trong những cái món mà chúng ta hay thấy để trong bàn lãnh đạo đó là cái các cái quả cầu đá. Cái cầu đá thì nó mang cái năng lượng dương tích cực và nó kích hoạt năng lượng rất là tốt. Tuy nhiên cái việc lựa chọn cái màu sắc của cầu đá nó rất là quan trọng. Cái việc lựa chọn màu đá màu sắc tốt nhất, nó có, chúng ta hiện tại đang có ba cách để chúng ta xác định cái màu đá trong cái phòng lãnh đạo. Thượng cách tức là tốt nhất là người ta nên lựa chọn căn cứ vào hỷ dụng thần. Chúng ta được biết là hỷ dụng thần chính là cái ngũ hành mà giúp cho cái thân mệnh căn cứ vào năm tháng ngày giờ sinh của cái ông trạch chủ đó, để mà nó kích hoạt được cái vượng khí, làm cho là thân mệnh thăng bằng thì nó làm thân nó thăng bằng vượng khí thì nó sẽ tăng được tài lộc quý nhân. Thì cái phương thượng cách ở đây là chúng ta sử dụng hỷ dụng thần. Trung cách tức là chúng ta có thể là căn cứ vào cái hướng cửa ra vào của cái văn phòng làm việc, ví dụ như là cái hướng cửa ra vào của phòng làm việc, ví dụ như hướng nam chẳng hạn, chúng ta nên sử dụng cầu đá hồng. Nếu như là hướng bắc chẳng hạn thì chúng ta sử dụng cầu đá tím. Nếu là hướng đông chẳng hạn, chúng ta sử dụng cầu đá xanh. Nếu như là hướng tây chẳng hạn, chúng ta sử dụng cầu đá trắng. Cái việc này đó là cái việc mà thu cái khí vào để mà tăng cường lên, bởi vì chúng ta xác định rằng là vị trí văn phòng chúng ta là vị trí tốt rồi, khí tu vào từ phương là tốt rồi, thì việc kích hoạt cái khí đấy lên bằng thạch anh thì cũng là tốt. Còn phương án hạ sách, tức là trong trường hợp mà hạ sách là cách mà thông thường bây giờ lại là chính cái phương pháp hạ sách này anh chị hay dùng, đó chính là sử dụng căn cứ vào cái bản mệnh nạp âm, đúng không ạ? Bản mệnh nạp âm của anh chị, ví dụ anh chị sinh năm 1972 tuổi Nhâm Tý đi, đúng không ạ? Tý Sửu Dần Mão giáp đất bị đinh mậu kỷ cái nhân Nhâm Quý đi, đúng không ạ? Thì Tý Sửu Dần Mão giáp đất bị đinh mậu kỷ cái nhân Nhâm Quý, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng tuổi Nhâm Tý mệnh mộc đi thì người ta dùng cái quả màu xanh hoặc quả màu tím, đúng không? Hay là tuổi Bính Dần đi mệnh hỏa đi thì là dùng quả màu xanh hoặc quả màu hồng để mà bổ vào cái thân mệnh của mình, đúng không ạ? Còn các cách khác anh chị sử dụng, ví dụ như là quẻ mệnh chẳng hạn, hay là quẻ nạp mệnh hay quẻ phối mệnh, tất cả các cách đó thì nó không được xếp vào hạ sách, nó mà xếp vào tạp sách, đúng không ạ? Chị dùng từ là tạp sách thì nó chẳng có sách nào người ta nói cái đấy, thì nhân gian dùng thôi. Thế nên nha, là ba cái cách đấy như vậy, tốt nhất là dùng hỷ dụng thần. Thứ hai là chúng ta sử dụng bằng căn cứ vào cái vị trí của cửa, và thứ ba chúng ta mới căn cứ vào cái bản mệnh nạp âm. Thì hai cách đầu tiên thì là đa phần trước đây là không có ít người nói đến, bởi vì là cái hai cái cách này là hai cách đặc trưng và là có cái kết quả mà mạnh nhất, và thông thường các lãnh đạo hoặc là chủ doanh nghiệp thì đều là được sử dụng và được ứng dụng theo cái phương pháp hay cách thức như thế này. Thì
Đối với phòng lãnh đạo thì ngoài ra thì người ta còn hay sử dụng một số các cái vật phẩm nữa, ví dụ như là bình lông công. Cái bình lông công khi mà được sử dụng trong đó, vì bình lông công thì tác dụng của nó là kỵ tà, và nó tăng quý nhân và nó tăng và hóa giải thị phi. Cho nên ra là cái bình lông công thì nó có cái thủ pháp để mà sử dụng, chứ không phải là ra ngoài chợ mà mua mấy cành lông công mà cắm vào đấy mà được việc thì không phải. Từ cái bộ cốt của lông công, tức là cái bộ cốt là cái ở bên dưới cái bình đó, người ta đặt cái gì, đúng không ạ? Trong đó là cái gì? Như ở phong thủy nguyên chúng tôi ví dụ tôi để đá chẳng hạn, đúng không ạ? Sau đó tôi lại để san hô đỏ chẳng hạn đó. Ngoài ra thì một số cái bí thuật nữa. Sau đó là chúng ta sẽ sử dụng lông công, và cái số lượng cành cắm lông công có thể là chúng ta có thể cắm 55 cành hoặc chúng ta có thể cắm 108 cành. Và nếu như chúng ta cắm 55 cành thì chúng ta dùng một cành màu trắng, vì là trong cái tuần thuần hoàn của nó là những cành màu xanh thì ngũ hành nó là dương, nhưng mà có cành màu trắng thì âm, bởi vì âm dương thì nó phải được hài hòa. Cho nên ra là ngoài ra thì ngoài cái việc mà sử dụng các vật phẩm phong thủy đấy ra, thì một số nơi anh chị còn sử dụng một số các vật phẩm phong thủy nữa, như là long quy chẳng hạn. Thì long quy thì tác dụng của nó là cầu quan, rồi hóa giải thị phi, rồi tăng khí chiêu tài, đúng không ạ? Một số vật phẩm khác nữa anh chị sử dụng, ví dụ như là cóc thiềm thừ để mà tăng thêm cái tài lộc. Nhớ là cóc thiềm thừ thì cái miệng của cái đồng tiền ấy, thì anh chị nên quay nó về cái phía của bàn làm việc của lãnh đạo, hoặc là quay ra cho cái bàn uống nước, chứ không phải là quay ra ngoài cửa, vì như thế là tiền nhả ra ngoài. Còn cái việc mà sáng ra ngoài kiếm tiền tối quay vào không phải đâu, tinh khí đừng quay cụ như thế, cụ chóng mặt, đúng không ạ? Và tiếp theo nữa là chúng ta có thể ngoài các vật phẩm đấy ra thì người ta có thể sử dụng thêm một số các cái vấn đề khác nữa, ví dụ như các cái ấn chẳng hạn. Thì nếu như mà anh chị làm lãnh đạo chẳng hạn, mà chúng ta cảm thấy rằng cái việc mà cái lực của chúng ta khi mà chúng ta trao đổi, hoặc là cái việc mà chúng ta đưa ra những cái tôn chỉ, những cái áp đặt đối với người dân, hoặc là những cái quyết định của mình mà cảm thấy khó khăn, hoặc là mình cảm thấy mình lúng túng, thì chúng ta có thể sử dụng các cái ấn để chúng ta đặt vào đấy cũng được, cái ấn vào đấy. Nhưng mà cái việc sử dụng ấn này thì chúng ta cũng phải lưu ý cái ngũ hành của nó. Và cái tiêu chí quan trọng nhất đó là thường xuyên cái phòng lãnh đạo chúng ta phải giữ cho sạch sẽ này, gọn gàng này, chúng ta giữ cho nó ngăn nắp này, và lúc nào cũng phải thoáng mát, và thường xuyên vệ sinh. Nếu như mà có cây xanh ở trong đó mà chẳng may mà héo hoặc chết hoặc cạn nước thì chúng ta phải thay mới ngay, và cái việc vệ sinh chúng ta phải dọn dẹp hàng ngày. Tôi nói là việc hàng ngày, bất kể lúc nào anh chị có ở trong phòng hay không có ở trong phòng, vì là cái phòng lãnh đạo là chúng ta cần phải được giao cho bộ phận hành chính nhân sự, hoặc là giao cho thư ký để mà thường xuyên dọn dẹp, từ cái việc chúng ta phải đổ rác hàng ngày, rồi giữ cho cái bàn làm việc. Tôi sẽ có một cái chủ đề tôi sẽ nói về cái bàn làm việc của lãnh đạo cho các anh chị nghe sau, bởi vì là trong quá trình đi tư vấn thì tôi đã phải gặp rất là hàng mười mấy cái lãnh đạo, tôi nói là mười mấy cái lãnh đạo, từ cấp bí thư cho đến các cái cấp chủ tịch rất là nhiều, mà lý do của họ suốt ngày bị kiện tụng thị phi chỉ là do cái bàn làm việc thôi. Lúc nào cái bàn làm việc ngổn ngang là không có được, mà chúng ta sẽ có một cái chủ đề riêng về cái bàn làm việc, trên cái mặt bàn làm việc như thế nào. Mà nãy giờ tôi đang nói về cái không gian làm việc của cái phòng lãnh đạo, thì cái không gian này thì chúng ta phải đảm bảo cái yếu tố là nó như tôi đã nói, tức là gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp. Chúng ta phải có thể là bằng cách chúng ta xông trầm 2-3 ngày, chúng ta xông trầm một lần, hoặc chúng ta sử dụng cái bột trừ tà khai vận để chúng ta có thể xông, hoặc chúng ta đốt trầm vào trong phòng rất là tốt, vì trầm nó tác dụng kỵ tà và nó kích hoạt cái sinh khí trong cái phòng đó và làm gia tăng thêm cái tài khí. Khi chúng ta có được quý nhân trợ giúp, chúng ta có được cái tài khí, chúng ta có được cái sự may mắn và nằm ở vị trí cát lành rồi, thì khi cái người chủ của cái doanh nghiệp đấy mà phát triển, thì tất cả những cái nhân sự hay cả cái doanh nghiệp đấy, hay cái sức mạnh của doanh nghiệp đấy nó sẽ phát triển. Còn nếu như mà khi mà cái phòng đó hay là cái môi trường đó nó mà không tốt, thì toàn bộ cái không gian đó hay là toàn bộ doanh nghiệp nó cũng sẽ là không có được thuận lợi, và nó sẽ kém đi sự phát triển. Thì đó là cái video mà tôi chia sẻ về cái cơ bản, cái khái niệm căn bản trong cái phòng làm việc của mình, phòng làm việc của lãnh đạo. Thì tiếp theo của chuỗi video này thì tôi sẽ chia sẻ tiếp với anh chị cái nội dung tiếp theo.